Chiếc máy bay C-919 do Trung Quốc sản xuất đã hoàn thành chuyến bay thương mại đầu tiên, đánh dấu chính thức gia nhập thị trường hàng không dân dụng nhộn nhịp nhất thế giới cùng với Airbus và Boeing. Đây là chuyến bay thương mại đầu tiên trên thế giới của C-919 Trung Quốc. Chuyến bay số hiệu MU-9191 của hãng hàng không Phương Đông Trung Quốc China Eastern Airlines cất cánh tại sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải lúc 10 giờ 32 phút đã đáp xuống sân bay thủ đô Bắc Kinh lúc 12 giờ 31 phút giờ địa phương, chở theo 128 hành khách. Hãng hàng không Phương Đông đặt mua 5 chiếc C-919, sức chứa 164 hành khách. Dự kiến hãng sẽ nhận 4 chiếc máy bay còn lại trong năm nay. Trước mắt, hãng sẽ khai thác tuyến bay thường lệ Thượng Hải - Thành Đô. C-919 tự phát triển đầu tiên của Trung Quốc theo tiêu chuẩn hàng không quốc tế và sở hữu quyền sở hữu trí tuệ độc lập. Dự án C-919 được Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc COMAC khởi động năm 2007. Chiếc C-919 đầu tiên lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất ở Thượng Hải năm 2015. C-919 sử dụng nhiều linh kiện của phương Tây. Trong bối cảnh cạnh tranh về công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ gay gắt, thì yêu cầu tự chủ công nghệ càng thách thức lớn trong sản xuất máy bay nội địa của Trung Quốc. C-919 được cho là thách thức các mẫu máy bay Boeing 737 MAX và Airbus A320. Theo lãnh đạo COMAC, tập đoàn đã nhận được 1.200 đơn hàng từ 32 khách hàng. Trước mắt, C-919 bay nội địa, C-919 chưa thể tiếp cận thị trường quốc tế do chưa được Cơ quan Hàng không Liên minh châu Âu và Cục Hàng không Liên bang Mỹ cấp chứng nhận. Nhưng với sự xuất hiện của C-919 tại thị trường mua máy bay lớn nhất thế giới, cũng khiến Boeing và Airbus ít nhiều lo lắng, bởi giá của C-919 rẻ hơn. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, tại Bắc Kinh, Trung Quốc.